Ok, hello, chào mừng các em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video về cài đặt mod Potato các bạn nhé. Lần trước thì mình cũng đã làm một cái rồi, nhưng mà thấy nhiều bạn hỏi quá, mới lại nó có cần thêm một số những cái mod mới, nên là mình cũng làm lại để cho các bạn nắm được rõ ràng hơn. Đầu tiên thì đây là mình đang ở trong game, đang ở trong cái file mod có tên là Potato Extension, Extension. Đại loại nó là cái đấy, nó là cái đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ thoát game ra và để cài cho các bạn một cái mod này cũng hay nhá cậu nhá. Mod này các bạn mà cài được thì cũng hay này. Các bạn vào thử game cho các bạn biết này. Có thêm 6 nhân vật mới các bạn nhá. Cái mod Engine Extension này có 6 nhân vật mới và có rất nhiều vũ khí mới, rất nhiều item mới cho các bạn lựa chọn luôn. Đó, các bạn thấy không? Một list những vũ khí mới này. Item cũng rất nhiều cái mới luôn. Cái bản mod này thì nó đã cập nhật lên cái version 0.6.1.6 của game rồi. Là cái bản cập nhật mới nhất của game ấy. Cho nên là nó sẽ có những cái hai con nhân vật mới mà game cập nhật như này. Đó, còn đây là 6 nhân vật của mod các bạn nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ quit ra để mình chỉ cho các bạn cách cài đặt nhá. Ok, này quit này. Thì vừa nãy mình đang ở cái mod extension đúng không? Giờ thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cài một cái mod mà hôm nọ mình chơi. Nó có cả hòm rainbow, nó có cả mod bao gồm cả extension luôn. Còn bạn nào mà thích cái mod extension vừa xong ấy thì có thể tải riêng cái mod extension thôi. Thì cái mod extension này nó cập nhật lên cái bản mới nhất của game rồi, nên là sẽ có nhiều thứ mới hơn. Còn cái bản mod Taito này nó có cái hòm rainbow, có cả mod extension, nhưng mà cái bản cập nhật của nó thì chưa lên đến bản cập nhật mới nhất của game. Nó chỉ là bản 1.4.1 thôi, cho nên là nó cũng chưa lên đến bản mới nhất. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tải file về. Bạn nào muốn chơi mod extension không riêng thôi nhá, thì các bạn tải cho mình cái mod tên là extension version 1.4.1 này các bạn tải về. Còn bạn nào mà muốn chơi một cái mod mà kiểu hôm nọ mình làm clip với lại cái súng bắn ruồi ấy, thì có cả hòm rainbow nhá, thì các bạn tải cho mình cái mod có tên là mod Taito. Link của hai cái mod này thì mình đều gắn dưới phần mô tả cũng như là phần comment của video. Nếu bạn nào mà thích thì có thể click và tải về thì rất đơn giản thôi. Đây nó đều là link Google Drive, cho nên là các bạn cứ chỉ việc nhấp vào tải về thôi. Đây mình tải về thử cho các bạn nhá. Đây các bạn tải này. Này vẫn tải xuống này. Cái này thì 100 MB. Bạn nào mà máy mạng khỏe thì nó sẽ tải rất là nhanh. Còn bạn nào mạng yếu thì chờ một chút, nó cũng sẽ tải cho các bạn thôi. Đó, sau khi tải xong này, các bạn mở thư mục download của mình lên thì các bạn sẽ thấy này. Đây, một cái file mod Taito đây. Cái số 1 này là do là mình đã có một cái file sẵn rồi, nhưng nó có số 1. Đấy, sau khi các bạn cài xong thì nó sẽ xuất hiện ở cái thư mục download của máy các bạn. Bạn nào chơi trên điện thoại thì mình không biết đâu nhá. Mình không chơi game trên điện thoại nên là mình cũng chịu, mình không biết. Đây là mình làm trên máy tính thì mình hướng dẫn các bạn trên máy tính. Xong sau đó thì các bạn vào cho mình đó là Steam. Còn bạn nào mà chưa crack thì cũng có thể mod được các bạn nhá. Có thể mod được, crack chắc chắn mod được luôn. Mình có ông bạn ông chơi crack, ông ấy cũng mod suốt ngày luôn. Đầu tiên thì các bạn chuột phải vào game này, xong các bạn vào phần quản lý, xong tiếp theo là các bạn vào phần mở thư mục trên máy tính. Đó, các bạn mở cái thư mục trên máy tính này lên. Bạn nào mà chơi crack thì các bạn không vào Steam, các bạn vào máy tính của mình, vào thư mục vào cái chỗ mà các bạn cài ổ nào mà các bạn cài game ấy, thì các bạn mở cái thư mục game lên có tên là game là Potato, thì các bạn vào cái thư mục game cho mình. Xong sau đó là các bạn mở thư mục game lên rồi các bạn tạo cho mình một cái folder mới. Tạo cho mình một cái folder mới để các bạn lưu dữ liệu. Đây, new folder. Đây, mình cứ ghi đây là đặt tên thì cứ tùy các bạn thôi. Mình sẽ ghi là save dữ liệu nhá. Save data này. Ok, save data này. Ok. Đấy, mình đặt tên là save data đúng không? Xong sau đó thì các bạn copy hai cái file cho mình. Hai cái file mà mình đánh dấu này. Đây, hai cái file này. Các bạn copy. Các bạn Ctrl C hoặc là cái gì đấy các bạn copy cũng được. Ctrl C này, xong các bạn vào thư mục mới mà các bạn vừa tạo, các bạn paste nó vào đây. Ctrl V nó về cho mình. Ok. Xong sau đó là các bạn quay trở lại, các bạn xóa cái file đuôi.pck đi. Mình nhắc lại là xóa cái file Potato đuôi
.pck nhé các bạn nhé. Các bạn delete đi này. Xong sau đó các bạn ra cái thư mục download. Đó, các bạn click vào cái file mà các bạn vừa tải nhá, cái file mod mà các bạn vừa tải, các bạn copy cho mình, Ctrl C cho mình. Đấy, copy này. Xong các bạn quay trở lại cái thư mục quên vừa xong, các bạn paste ra cho mình, Ctrl V cho mình. Đó, các bạn đổi tên nhá. Bây giờ thì các bạn tiến hành đổi tên cái file dữ liệu data mod mà các bạn vừa cài này. À, vừa copy vào này. Các bạn đổi tên thành potato cho mình, chữ bờ viết hoa nhá các bạn nhá. Các bạn đổi tên y xì luôn, potato. Tên game, cái tên game như thế nào thì các bạn đổi tên y xì lại như thế cho mình. Ok, potato.pck đó. Xong bây giờ là các bạn vào game thôi. Vào game và tận hưởng thôi. Đây. Mình thử vào luôn cho các bạn xem này. Đó, vừa nãy thì mình đang ở cái mod tên là mod extension, còn đây thì mình đã chuyển sang một cái mod mới. Mod này thì là mod edition. Cái mod này thì có cả những nhân vật mới, có cả những vật phẩm mới, và nó bao gồm rất nhiều những thứ mới nha các bạn nhé. Nhân vật thì các bạn có rất nhiều những nhân vật mới luôn. Nó bao gồm tất cả những cái nhân vật của mod extension này, và nhân vật của cái mod ninja hay là cái mod đại chiến gì đó. Nói chung là có nhiều thứ mới lắm. Các bạn cứ thử cài đặt và chơi thử nhá. Có rất nhiều súng mới mới lại vật phẩm mới các thứ. Nói chung là rất nhiều chỉ số mới luôn. Các bạn thử cài đặt vào thì các bạn sẽ thấy rất là thú vị với cái mod này. Chưa kể cái mod này còn các bạn có thể chơi được hòm rainbow. Đây, mình vào phần setting cho các bạn xem. Đây, có cả hòm rainbow cho các bạn luôn. Đó, hòm rainbow này. Đó, cái mod này thì nó có bất lợi hơn so với lại cái mod extension vừa ở đầu video, là cái mod này nó không cập nhật lên cái bản mới nhất của game, mà nó vẫn đang ở cái dừng lại ở cái bản là 0.6.0.7. Cái bản mới nhất của game là cái bản 0.6.1.6 cơ. Cho nên là cái bản này thì nó sẽ không cập nhật lên cái bản mod này, nó chưa cập nhật lên cái bản mới nhất của game. Nên là cũng, nhưng mà nó có quá nhiều cái mới rồi, cho nên nó cũng khá là hay, khá là thú vị. Cái mod này so với là cái mod mà trước mà mình hay chơi để làm video cho các bạn, thì cái mod này nó không thể cài đặt được thời gian của way, cũng như là độ rộng map, cũng như là quái, cũng như là nhiều quái hơn, nhiều cây hơn như nào thì nó không cài đặt được. Nó chỉ có xuất hiện cho các bạn hòm rainbow thôi. Còn cái cách chơi của nó thì nó vẫn tương tự như cái phiên bản gốc của mình. À, các bạn chơi bản gốc rồi thì các bạn biết đúng không? Thì các bạn vẫn cứ bắt đầu game thôi, chơi bình thường. Thay vì nếu như mà các bạn không muốn chơi hòm rainbow thì các bạn hoàn toàn có thể tắt đi. Và bạn nào mà muốn chơi hòm rainbow thì các bạn phải bật lên thì chơi nó sẽ dễ dàng hơn so với bản gốc một chút. Bởi vì nó có hòm rainbow thì các bạn muốn lấy đồ gì thì lấy. Mà chưa kể cái bản mod này thì khi mà các bạn mà mua vũ khí, mua cái gì đó ở trong shop ấy, thì các bạn có thể mua được bất cứ cái gì các bạn muốn luôn. Bất cứ vật phẩm gì, bất cứ khẩu súng gì mà các bạn muốn, miễn sao là các bạn có đủ material. Bởi vì nó cho mình lựa chọn mà, chứ không phải roll, không phải xoay đầu như kiểu bản cũ nữa. Ok, thì đây là một chút hướng dẫn về cài đặt cũng như là cái bản mod, tải bản mod, hai bản mod nhá. Một là Potato Mod Edition và một cái bản mod là Potato Extension. Thì mình làm về hai cái bản mod như vậy. Nếu như bạn nào quan tâm mà bạn nào thích chơi thì có thể tải xuống và cài đặt như mình hướng dẫn. Bạn nào chưa crack thì cứ mở thư mục game bên và làm giống như vừa nãy mình chỉ thôi. Còn bạn nào chơi trên Steam thì làm y hệt mình. Còn bạn nào chơi trên điện thoại thì mình không biết là trên điện thoại có mod được không, nhưng mà mình thấy là chơi trên điện thoại mà các bạn mod vào thì mình sợ là nó sẽ hơi, nếu bạn mấy bạn nào mà yếu ấy, là sẽ không chơi được đâu. Bởi vì cái mod này nó sản sinh ra nhiều hình ảnh đồ họa cái thứ lắm, nó nặng hơn cái kiểu chơi gốc nhiều. Chơi bản gốc mình đã thấy nó còn giật, nó còn lag rồi. Nó khốn chim mod vào thì nó kiểu nhiều đồ họa lắm, cho nên nó sẽ rất là giật, rất là lag. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video của mình. Nếu thấy hay, hãy để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Và đừng quên comment xuống phần bình luận về những nội dung kế tiếp mà các bạn muốn xem. Link tải mình có để dưới phần comment nhé. Bye bye các bạn. See you again later.